Hello, xin chào tất cả bạn, quay trở lại với kênh YouTube của Chola Channel. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để mà so sánh hai chiếc Flycam đang rất là hot trên thị trường Flycam hiện nay. Đó chính là chiếc Flycam C-Fly 5 như các bạn đã thấy và chiếc Flycam Husqvarna Pro. Xem thử hai chiếc Flycam này có điểm gì khác biệt nha các bạn. Và hai chiếc Flycam này đang là hai chiếc Flycam đang rất là hot trên thị trường hiện nay. Ở đây là hai chiếc Flycam nằm trong phân khúc giá từ 5 triệu tới 7 triệu nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành so sánh hai chiếc Flycam này. Ok, thì đầu tiên mình sẽ nói về phần thiết kế. Thì trong hai chiếc Flycam này thì các bạn có thể thấy được là chiếc Flycam C-Fly 5 có vẻ là đẹp hơn chiếc Flycam Husqvarna Pro. Như các bạn có thể thấy là chiếc C-Fly 5 chúng ta cũng có thể gập chân lại này, rất là tiện lợi luôn. Thì nói về phần thiết kế này thì mình đánh giá cao con C-Fly 5 này hơn, rất là đẹp và tiện lợi. Đấy, các bạn có thể thấy này, chiếc C-Fly 5 của chúng ta thì nó gấp gọn lại, rất là gọn và tiện lợi. Khi các bạn đi du lịch đi xa thì chiếc Flycam C-Fly 5 sẽ chiếm ưu thế hơn, sẽ thuận tiện hơn cho các bạn. Này, chiếc Husqvarna của chúng ta, mình của nó thì khá là to và chân của nó thì không gập lại, như các bạn thấy này, chân nó không gập lại. Cho nên là sẽ cồng kềnh hơn chiếc C-Fly 5 nhé. Đó. Khi mà xếp gọn lại rồi thì chiếc C-Fly 5 của chúng ta vẫn nhỏ hơn và có phần gọn hơn. Chiếc C-Fly 5 của chúng ta thì có thiết kế giống, mình thấy gần 80-90% giống chiếc Mavic Air. Còn chiếc Husqvarna này thì mình thấy giống chiếc Mavic. Phần thiết kế thì mình sẽ cộng cho chiếc C-Fly 5 một điểm. Ok, tiếp theo là độ kháng gió. Thì các bạn có thể thấy được là chiếc C-Fly 5 của chúng ta nhỏ hơn chiếc Husqvarna. Đây, khi mình dang cánh nó ra này, các bạn cũng có thể thấy được là kích thước của chiếc C-Fly 5 vẫn nhỏ hơn. Giờ mình sẽ dang cánh của chiếc Husqvarna ra. Đó, các bạn có thể thấy được là chiếc Husqvarna của chúng ta to hơn rất nhiều. Suy ra là độ kháng gió của chiếc Husqvarna sẽ tốt hơn chiếc C-Fly 5 nhiều. Ok, về độ kháng gió cũng như là độ ổn định trên không thì mình sẽ cộng cho chiếc Husqvarna của chúng ta một điểm. Ok, về thời gian bay của chiếc C-Fly 5 của chúng ta sẽ là 25 phút cho các bạn và thời gian sạc là 3 tiếng. Còn chiếc Husqvarna Pro của chúng ta thời gian bay là 23 phút và thời gian sạc sẽ là 2,5 giờ. Về điểm này thì hai con Flycam này ngang nhau. Vì vậy mình sẽ cộng cho mỗi con Flycam một điểm. Về tầm bay cao của chiếc C-Fly 5 của chúng ta sẽ là 120m nha các bạn. Còn tầm bay xa của nó là 1 cây số theo như nhà sản xuất đưa ra. Tuy nhiên trong thực tế thì chiếc C-Fly 5 này mình bay xa được khoảng 650m thôi. Còn chiếc Husqvarna Pro này của chúng ta thì theo như nhà sản xuất đưa ra đó là bay cao được khoảng 500m và bay xa được 4 cây số. Thì về phần này thì chắc chắn chiếc Husqvarna của chúng ta sẽ nhỉnh hơn chiếc C-Fly 5 là chắc chắn rồi. Mình sẽ cộng cho chiếc Husqvarna Pro của chúng ta 2 điểm. Về camera của chiếc C-Fly 5 của chúng ta cho ra video chất lượng 1080 nha các bạn. Còn chiếc Husqvarna Pro của chúng ta cho ra video chất lượng là 4K. Và chiếc Husqvarna Pro của chúng ta còn được trang bị một cái cảm biến 1/3 inch nha các bạn, của Sony. Về phần này mình sẽ cộng cho chiếc Husqvarna Pro của chúng ta 2 điểm. Về cảm biến thì chiếc Flycam C-Fly 5 của chúng ta được trang bị cảm biến bụng nha các bạn, giúp cho chiếc Flycam C-Fly 5 của chúng ta có thể giữ độ cao tốt hơn cũng như là cất cánh và hạ cánh trong điều kiện không có GPS cũng như là có GPS sẽ tốt hơn chiếc Flycam Husqvarna Pro của chúng ta. Về phần này mình sẽ cộng cho chiếc Flycam C-Fly 5 một điểm. Ok, vậy là qua video trên các bạn có thể thấy được là chiếc Flycam Husqvarna Pro của chúng ta vượt trội hơn hẳn chiếc Flycam C-Fly 5. Vì vậy chiếc Flycam Husqvarna Pro của chúng ta có giá thành cao hơn là điều hiển nhiên. Và
Và buổi review của mình tới đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Và đừng quên nhấn like, nhấn subscribe và nhấn đăng ký để ủng hộ Tem YouTube mình nhé. Xin chào.